Alo, và chúng ta hãy cùng đến với trận thi đấu đầu tiên ở trong xê đấu thứ 5 thôi. Vâng, màn hình máy của game thủ Chiboy được cầm Babylon. Và Gunny là người cầm Hitty. Ở phía bên kia có một... Vâng, ở phía bên kia có một Maxionian, không biết của ai. Bật lòng lại đến đây. Lắm. Alo ạ? Vâng. Vâng, màn hình máy của thủ Gunny tham lai 8/12. Ở thời điểm đầu chúng ta hãy xem màn hình máy của thủ Chiboy trước. Vâng, Chiboy được cầm Babylon, có lẽ sẽ là đánh chém ở thời điểm đầu cho Gunny thôi. Bảy hiệu 4 con. Vâng, đang đá không được sự khéo cho lắm. Vâng, cố gắng đẩy thật xa nông dân ăn quả ra. Bắn máy đấy của con. Vâng, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại trận đấu thôi. Màn hình máy của tuyển thủ Chiboy đã có heal về, có một bầy heal ở phía sàn nữa, có quả phụ rồi, nhưng đáng tiếc là không có voi. Giá như có voi thì có lẽ là một bài khỏe hơn, lên sớm hơn. Vâng, nhưng không có voi nên đầy những bầy heal phía xa, tất nhiên nó cũng là đồ ăn thôi, nhưng sẽ phải vâng kéo nông dân ra và đóng những nhà điều kiện ở đó để vâng cụ thể là đóng BS ở đó để ăn thực, cho nên hơi lâu. Không sao, cố gắng vậy. Đá qua một chút Gunny xem Gunny có đổ hay không. Càng rồi, một bài Gunny có đổ nhưng không có rừng. Hitty có đổ nhưng không có rừng. Vâng, với Gunny là hơi căng. Đồ là có nhiều chứ không phải là ít, nhưng rừng là không có, mà Hitty thì không có rừng. Giá như đây Persian thì Gunny có lẽ sẽ là một bài cực kỳ phú, nhưng đây là Hitty. Không sao, chúng ta tiếp tục soi máy của game thủ Chiboy thôi. Đang là 23/28, không biết chip ép với bao nhiêu nông dân đây. Vâng, có một cái hốc đẹp. Nhưng Chiboy cũng không quá nhiều rừng. Thêm một chiếc BN nữa. Không ăn thua gì cho lắm ở cái bài như thế này. Đây rồi, như vậy là có nhà của bên phía Hà Nội ở phía ở trên góc, như vậy là góc khoảng hơn 2 giờ 2 rưỡi. Không biết là game thủ nào, chúng ta đã cùng chờ xem. Con xe giò đảo qua vừa thấy một gốc gỗ chặt dở. Thêm một đôi voi nữa dành cho những Chiboy, nhưng đôi voi này phát hiện ra là hơi muộn. 25 nông dân. Không biết là Chiboy đánh chém hay đánh cùng đây. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Qua màn hình máy Gunny một chút, như vậy là Gunny 26 nông dân. Như vậy Chiboy vẫn đánh chém thôi. Gunny sẽ vẫn đánh cùng, thu được vào một cái gọi là cái trại này. Hốc không giá hốc, hát không giá hát. BM ở đây. BM đóng vẫn hở so với cái mép rừng. Và BA đang lại dưới dốc, không chuẩn cho lắm trong những pha đóng nhà điều kiện vừa rồi với thủ Gunny. Nhưng sẽ là một bài sớm của Gunny, chúng ta hãy cùng xem bao nhiêu. Sớm nhưng cụ thể là bao nhiêu. Đầu 10, 14 inch. Thôi, biết Gunny như vậy là đủ rồi. Bây giờ chúng ta hãy sang với chip tiếp. Chip cũng đã kích rồi, tất nhiên là cũng sẽ trong đầu 10. Vâng, tất nhiên là cũng trong đầu 10.
nhưng mà không biết là bao nhiêu. Lực lực cũng là tương đối. Vâng, Mỹ Đình thời điểm này là điểm đang cực kỳ cao. À, có thể theo dõi trên màn hình, không biết bên Hà Nội còn trong trận đấu này có những quân gì nữa. Bang C xong rồi. Như vậy là có một bang C. Không biết đây rồi, Hoàng Mai Nhi là người cầm, à xin lỗi bạn, Mỹ Đình là người cầm bang C. Giỏ đảo qua được một vòng rồi. Rất nhanh tay. Bây giờ thì cố gắng làm vài chiếc ruộng ở đây. Như vậy là game thủ Mỹ Đình đã lên đời và xong. Cực kỳ sớm sủa đến từ bang C của thủ Mỹ Đình. Sẽ là rất khó khăn. Sẽ là rất khó khăn khi đối đầu với Maxi như thế này. Cẩn thận bị nhốt giò. Như vậy là bị nhốt giò. Có thiết ở đấy chạy được mà. Vâng, nhưng không chạy được. Vâng, bị nhốt giò hơi đáng tiếc trong tình huống vừa rồi dành cho game thủ Chip Boy. Có một pha bóng xe. Bàn chiến thuật. Đầu cô của bạn là người cầm Summer lên đời. Và lên đời muộn nhất ở đời 3 là muộn nhất. Dường như Hoàng Anh Nhi là một người nghiệt thì phải. Vâng, Hoàng Anh Nhi là một người nghiệt, dò rộng nên chỉ số lúc đầu là khá cao nhưng về sau thì là chưa. Vâng, như vậy là bàn chiến thuật đã xong, chuẩn bị quay trở lại với trận đấu. Chúng ta hãy xem căn binh tham lai bao nhiêu. 27, như vậy là đã bị chọc rồi. Đã bị chọc rồi. Ai chọc rồi? Có thêm một voi. Không có chọc ai chọc. Tiếp tục đến với màn hình máy game thủ Chip Boy thôi. Vâng, đang bò vế rất kỹ vào. Thêm một nghe nữa là kín khu vực này. Bây giờ có lạc đà. Điện thoại lý nhờ. Vâng, bãi vàng là đang ổn định. Nhưng rất rất lo sợ. Rất lo sợ một vài có những con y chảy vào đây. Người có con số trên con đấy. Sửa nhanh còn kịp. Đúng rồi. Bây giờ thì lấy những con lạc đà chơi vào nông dân không có bánh xe. Những cơ sở còn ở phía ngoài của game thủ Mỹ Đình. Thôi đâm vào phía trong. Đúng rồi, đâm vào phía trong. Bãi này thì trước sau cũng bị phát hiện thôi. Vì vậy hãy thật nhanh, triệt hạ thật nhanh. Đã có y đến từ game thủ Mỹ Đình rồi. Mỏ quả phía xa. Có để ý thấy điều này hay không? Hãy cẩn thận bãi vàng, chuẩn bị bị đâm. Chưa bánh xe dành cho game thủ Chip Boy thời điểm này. Vâng, đi vào bãi vàng của game thủ Mỹ Đình. Tên này có được hay không? Chúng ta cùng chờ xem. Vâng, thiếu một chút gỗ để đâm bánh xe. Sắp nổ rồi, cố lên. Chúng ta cùng xem tên này có nổ hay không. Cho cái này thấp xuống nó đỡ ổn. Cho cái này thấp xuống nó đỡ ổn. Đấy. Vâng, nhưng bãi vàng của game thủ Chip Boy cũng sắp nổ. Rồi, ok rồi. Tham lai 28 lúc này, liệu có chơi được vào nhà của game thủ Mỹ Đình thêm hay không? Có những con cung R. Có những con cung R Summerian của game thủ Hoàng Mai Nhi rồi. Còn Gandhi bây giờ như thế nào? Chúng ta hãy cùng chờ xem, có bánh xe rồi thì ôm và chạy đi thôi. Tránh những con đi ra, tránh voi trả sống mặt nào. 44 là tham lai lúc này của vâng 44 là tham lai lúc này của game thủ gắn đi cung lời ít đi và tham lai 44 vào thời điểm này. Tuy nhà là không vâng tuy nhà là không quá chắc chắn nhưng tên này gắn đi đang trông quân. Y của game thủ Mỹ Đình ở thời điểm này không còn quá quan trọng nữa khi mà đây là những con vâng cung A có bánh xe. Vâng, những cung lời ít được ví là những con cung A có bánh xe đam năm. Tuy bắn không nhanh vâng tuy bắn không nhanh bằng cung A nhưng đam là bằng cung A. Vì vậy những con y Max ở thời điểm này không biết đã có chiêu đồng bài chưa nhưng không còn là quá quan trọng nữa khi mà chưa tụ được đông. Còn cung R của Gandhi là tụ được rất đông rồi. Vâng, cẩn thận những tên lọt nhà ảo. Rồi bây giờ thì lấy tham của thủ Mỹ Đình xong thì quay lại giải quyết Hoàng Mai Nhi sau. Căng cổ lắm. Đưa cho em gọi điện thoại nhờ phát nào. Tham lai. Như vậy là vâng, bắt đầu đè lên rồi. Bắt đầu đè lên dành cho vâng, bắt đầu đè lên dành cho game thủ
Gunny cộng với Chip Boy. Hoàng Anh Nhi vẫn đang to. Cái chép này vàng rồi. Con số ấy 0979. Trận có 2. Chưa có trận số 2 đến từ Gunny. Bây giờ thì bắt đầu mới kích trận số 2. Vâng, tên này úp sọt của nó bỏ một tên liệu có thành công hay không? Liệu đằng đà là tương đối nhiều đến từ game thủ Chip Boy. Đảo thôi. Như vậy là lao vào chém luôn, cực kỳ hung hãn. Cung giờ chỉ là cung giờ Samuria thôi. Hoàng Anh Nhi liên tục giật dốc. Vâng, giật lên dốc. Rất khôn khéo đến từ cái thủ Hoàng Anh Nhi trong cơn tiêu lượng vừa rồi. Nhưng cung giờ của cái thủ Gunny là cung giờ chuyển hơn. Cùng hy vọng tên này có sự giúp đỡ của hai sư tử nữa. Cùng hy vọng tên này Hoàng Anh Nhi đã phải rút lui trong tên này rồi. Nhưng hãy đề phòng những tên giờ mới của Hoàng Anh Nhi nở ra. Chip Boy có giữ được tạm hay không? Chúng ta cùng xem. 32 đến từ Chip Boy và cái hốc này đã bị lộ. Nhưng tạm thời bây giờ tham lai vẫn đang là to. Được đánh giá là to. Vậy e mà bắt cung giờ của đối thủ Hoàng Anh Nhi. Tuyệt vời đến từ tên này của game thủ Gunny. Rất hay. Và bắt toàn bộ tên này. Cực kỳ hay đến từ tên vẩy e vừa rồi. Mặc dù là hơi tốn gỗ và Hoàng Anh Nhi đi sai luôn. Rất hay. Và tỷ số là 1-0 ở trong trận đấu thứ 5. Hai game thủ Gunny và Chip Boy đang bay bổng.